Chào bạn, hàng Hero về lần này 119 hàng mục. Mình có 7 lên trên bàn ở đây. Mình sẽ đi lướt nhanh và mình sẽ đi chi tiết vào cái nào mà lần đầu tiên về hay là hàng mới. Bắt đầu từ góc này đi. Góc này thì có cái cục này là chắc cũng 5 về lần 2 lần thôi, là cái bộ khảo đa năng. Khác không? Đây 372 S13. S13 là vì nó có 13 chi tiết. M13 thì là số hên. Mình quay phim luôn luôn dừng lại ở dây thứ 13, dù vô tình hay hữu ý. Bộ này cũng thuộc loại đắt lòi luôn. Ủa, vali này vali mới này. Bây giờ trước vali khác. Ủa, vali tinh quá. Cứ thịt ta. Rồi. Đây dữ ạ. Quá hít. 13 chi tiết. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Trong đây nó còn 4 cục về mặt lý thuyết. Mà nó còn 5 cục ở thế này luôn. Đấy, 4 cục. Đây là bộ cảo trong ngoài luôn. Ba cái cảo này là bạn có thể lật ra này, bạn để như thế này là cảo ngoài, còn lật ngược lại là cảo trong. Còn cái này là cái tay giật quán tính. Tay giật quán tính nó sẽ đi với lại 5-7 cái đầu cảo đây. Thì có hai trường hợp là dùng cảo trong, một là mình dùng cái thanh chống, hai thanh chống này. Hai nữa là mình dùng với cái tay giật này. Đấy. 13 chi tiết. Số đẹp luôn, bộ này thì mình cũng có làm review rồi. Một cũng là một trong những bộ ăn gạch đá chửi bới linh tung nhiều trên internet nhiều nhất. Dân người ta mình hay nhắc bộ gặp phát là chửi. Rồi cái vali giá trị quá. Đấy. Ok, mình sẽ làm chi tiết sau thôi. Mình đây. Mà đây là cảo cơ, 177 là cảo này mấy chấu ta? Nhìn này đéo biết mấy cháu, chắc là 2 cháu, 2-3 cháu. 500 đó là kích thước rất là lớn. Độ mở 500 là cực lớn, 1-2-3 cái. Này cái giá tiền các bạn cũng không muốn nghe đâu, giá không kinh lắm. Đây chửi bới nữa hả? Này cũng giang hồ, không có chửi mắng rồi. MS32 là bộ tô vít 6 cây cho tủ đồ nghề. Ở đây nó còn có khoảng trống, có hai cái lỗ trống ở đây để cho các bạn nhét cái tô vít lùn ấy. Lùn dí bỏ ở đây này. Hai cái. Thì trong trường hợp bạn cần thì bạn mua về bạn bỏ ở đây, hoặc ta làm sẵn cho mình thôi. Những bộ này nó chỉ có 6 cây thôi. Chứ không phải là người bán người ta hay là người ai mua lên hốt mất hai cây của các bạn đâu, không phải đâu. Này đi gặp giao hàng mà gặp mấy thằng dở hơi nữa cũng mệt lắm ấy. Đây bên đây đi. Này là 495BI là kìm đa năng. 205 này của khách đặt xong thì mình giao luôn. 28524 là bộ đục răng. Size 24 là size to. 24 là to quái luôn. Cho anh mở con dao best size đi. Rồi. Cái này 790IN, IN tức là lục giác chìm ấy, lục giác âm ấy. Size này size 8 mà đầu vuông này chắc đầu vuông 1/2 quá. Ủa. Này là bạn dùng, các bạn dùng cho máy vì nó đen xì ấy. Impact. Impact tức là nó dùng cho máy được. Vậy là đẹp quá. Ủa, nó đẹp ráo à, nhìn. Đó, lục giác. Lục giác chìm thì bạn bận cho cái đầu lục giác chìm. Size này size 1/2 thì 3/8 nhé, làm gì được 1/2. Đại khái thế đi. Mình sẽ làm chi tiết cái này sau để cho nó có video. Đấy. Ok, này là tô vít này, tô vít thì không có gì đặc biệt. 477 như cái này là đầu tiên làm như thế này. Đóng ra. Tìm nó nhọn. Nhọn mà nhọn hoắt luôn.
Đấy, kim này dùng để làm nhẫn cưới cò này. Này có làm được, có làm đi em rồi. Kim đeo ra thì gớm rồi. Vì nói là giá nó gớm. Rồi, tô vít này chắc tôi biết inox à. 599. Miễn không có cái này. À, cái này không phải. Gốc lục lăng này. Mình có một cái list những cái video thiếu chưa có video đúng không? Đúng. Một lát mình sẽ làm hết luôn. Rồi. Lục giác thì không có vấn đề gì, cái này về hoài. 159S về hoài. Cái này là kìm nhổ đinh này. Cái này cũng gớm, như cái này có ba cu chiết đặt hay ai. Kìm Eura, kìm này thứ dữ. Kiểu cổ điển. Ấy. Cán dài thòn. Cầm đá. Cầm đá. Kiểu về cắt ngón tay. Được luôn. Cái gái này để nhổ răng. Thêm ba. Kìm nha, khoa. Rồi. Nghe đây, cái này cũng mới về này. Cái bàn chải sắt nhưng mà loại mịn ấy. Chân què nữa này, xéo nữa ha. Nó ngồi nó bẻ từng cái không? Ghê ha. Đấy. Nó không thẳng, không xuyên thẳng hay đâu như gì đâu nha. Hẻ chữ V này. Ngồi bẻ được từng cái, bẻ đều chứ, nghệ nhân. Máy là hả? Máy là ngồi bẻ từng cái đó cha. Không có đâu nè, máy bẻ từng cái mà cái tay đó còn giấu bên tay này. Handmade à? Máy nào là tổ lô mỏ lít răng mày làm rồi. Cái này 62 bi đây. Này là cắn bọc cao su nhựa này đẹp. Đây có lẽ là một lít đẹp nhất của Eura chính là cái này. Cái dòng này mà giá nó rất đẹp chứ. Trời ơi. Cái gì mới đây, cào này 32780 những có làm rồi chứ sao. Mình kẻ cứ cua cho anh em xem. Cái gì không biết làm gì cho nó hết giờ rồi. Thừa giấy vé voi. Ừ, phần mảnh thế này phải ngồi ghép nó lại này. Ba chấu này, ba chân này, ti này, mạ kém. Cái này gọi là tráng kém chứ không phải mạ kém. Mạ kém nghe không hay bằng từ tráng kém. Rồi trên đây bộ này là bộ 504F8 là 8 lít cà phê này. Đáng ra. Này có cái vali đẹp. Người tôi biết mới kìm. Ủa bộ đẹp thế. Này có video chưa? Không nhớ. Chưa review hả? Không, nhìn quen. Nhìn đẹp quá. Bộ là ba cái kìm này với lại 6 50 tô vít là 8. Bộ đẹp ha. Bờ gồ. Quá bờ gồ luôn. Hai bộ luôn. Rồi. Và bên đây. Đặt lại vào đây. Cái này tô vít cách điện này. Cái này là lục giác chìm này. Cái này là bộ lục đấy, dùng cho súng, dùng vận tay thôi. IN A là hệ in, A là hệ in. Còn cái này là mấy kia của ngựa thì cái này trâu. Xoay 30 thì. Rồi bộ mũi khoan này làm bài là 59 lục tô vít. Đây. Đấy là bộ IN quá trời này. Đây. Súng khí nén à? Súng máy mài trụ khí nén đầu thẳng. Anh có video chưa?
Ui dồi, cái gì tùm lum thứ này, nhiều thứ thế. Mini luôn hả? Ừ, có cả collet nữa này, cái đầu kẹp này. Này phức tạp quá hả? Mini này chắc của heo hả? Cầm đây, này là cờ lê tự động lật đảo chiều, có cái này là tô vít đầu sao, này là tô vít nhưng mà lại đầu sao, này có rất là nhiều size, này đẹp, này này có yếu ra đẹp, rất đẹp, về dạng iPhone rồi, này là TX3 đó. Này phun cái này này, tiên rơi tháo ra được, tháo ra. Đang quay mà, hả? Đang quay mà tháo gì? Tháo chứ. Sợ à? Nó sẽ có thể 9, thể 8, 8, 9, 6 thì cái này. Ô, cái này mới này. Này. Cảm ơn. Cái này là cái Eto dùng để kẹp Eto. Cái kìm chết, kìm bấm mà không biết là kẹp như thế nào. Để kẹp cái kìm bấm ấy. Mà không biết là kẹp cái... Như là Tiền Hải cũng săn cái này, cũng ra cái này chưa có hình web cho ta. Có rồi. Nhưng mà nó đưa cái kìm bấm vào đâu đây này. Đây này. Kìm bấm ấy. Không biết dùng nào thôi, để từ từ học làm mình review cho anh em xem cái này sau nha. Cái này hay lắm á. Nó phù hợp với một hai loại lấy anh ta luôn. Thì cũng phải học hết. Suốt thời tuổi trẻ đi học, mẹ già rồi cũng học, con đi học. Covid thợ điện điện tử. Đẹp. Mã hàng của nó là mã hàng của cái này là 500H. Biết là không? Đây. 500 thôi. Đây. 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 500GH đây. 350. 350. Đấy. Đấy. Đấy, nó dùng cho kìm 510280 này. 510280A, 511280. Có cái kìm đó thì mình 512507 không đây, 510 không đây, là cái kìm này, nó dùng cái kìm này, này này, với 524 dùng cái kìm này này, hay dùng như nào, 511 này, đó, dùng như thế nào, cái này dùng với cái này. Fit to O 8 inch, tất cả các loại size 8 inch, 10 inch. Đúng nào cơ? Cả hai. Rồi. Đây. Kin AU, AU là hệ inch, MK là hệ mét. Cái này về hoài, cái này khỏi làm, về hoài. Cái này, này em để qua đầu bên kia này. Sắt lóc này. Còn 205 là bộ cờ lê vòng miền 18 cây à, đựng trong cái bình đấy luôn. Bộ tui, này là cái bộ vải hả? Bộ này là giá không dám nghe đâu nha. 18 cây giá cũng phải cỡ 11 củ. Toàn ơi, tra giùm anh cái 205S 18M bao tiền? Hả?
18M 205S 18M 18 thì nó có cây 34 rồi. $12,700 hả? À, rất nhiên rồi. Mày cha được cái méo gì ngoài ghét. Nó có cây 34 này xem. Ghê em. Đúng rồi, thằng nó ú đẹp. Phát người luôn. Đấy. Này hai đầu bằng nhau không? Lấy một cây ra hỡi. Cây tròn như là hai đầu bằng nhau. Loại dài. Vòng miệng thì bao giờ cũng là, nếu mà hai đầu khác nhau thì cùng một size, mà hai đầu cùng giống nhau thì nó sẽ là hai size. Hiểu không? Đây của Elra thì rất là quá đầu gấu luôn. Tuy không đẹp nhưng được cái đắt. Cái này như chưa có video. Rồi, tiếp theo cái này đi. Này là G, tức là cà lê tự động. R là đầu lắc léo. Gật gù nhé, gọi cà lê tự động đầu gật gù. R viết tắt của chữ gật gù theo tiếng sao hỏa. Rồi, nhớ nói nó có một cái ở đâu đây, nó có một cái đây 108 cái kiểm tuốt dây, cái dao dọc 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 cáp á. Quả vậy nó sản xuất tại Đức luôn đấy. À đúng rồi, mỏ quả này, mỏ quặp à, tức là nó móc nó kéo ha. Kéo cái in giờ má này cho mình dùng cái nào mình có biết tại đây nó có những cái sử dụng này. Toàn tiếng Đức này. Tại nào mẹ dịch cho tiếng này có lỗi sao? Chắc nó có. Ừ, quá trời luôn. Yên đây. Scan được anh cái này. Hai mặt nha. Xong em lưu thành cái file tên của nó 1080 luôn. Ờ, mình sẽ bỏ đây nha. Em nhớ này, bỏ đây nha. Mình sẽ học cái cách sử dụng ấy, xong làm video như thánh. À, lục giác, chia lục giác đầu sao. Cái này giống như bên đây. Cả hôm nay giống cái bên kia là 4 cái này. Em lấy cái này phải để chung vào một chỗ nó mới dễ kiểm. Đó, bên đây. Cái này 2034. U. Cây này nhiều tiền lắm ạ. Có lẽ lực đầu lắp ghép. Đầu này là đầu bao nhiêu? Nó phải có kích thước của đầu vuông này. Không bấm 460 đầu lắp ghép này, mình có đầu lắp ghép đây, mình như không có cái đầu lắp ghép nào tương ứng cái đầu sai này và sai lớn hơn. Trong đây mình sẽ review cái này xong chi tiết xong. Cái này cờ lê mỏng đen đây. Tìm phèn. Cắn cần luôn. Còn xếp. Chưa có video à? Chưa hả? Sản xuất tại Đức. Nhìn kìa nhỉ. Nhìn đầu gấu này. Made in Germany. To thế. Tàu thắng. Kìm này kìm phèn gì? Phía trong hay phía ngoài? Bóp vào và nó bóp vào thì là phe trong, bóp vào nó vào đúng không, thì nó phải là phe trong.
bên trong đổ thẳng, chả bắt lửa luôn. Bên đây, cái này là 2502 là kìm mổ, à kìm bấm. Thì vội kéo cắt tôn to này. Này có 2 cây gì 284 250 là dài 250 hả? Không, 250 tức là 10 inch. Này đẹp, đẹp lắm à. Bữa hỏi hãng là làm cái gần sóng này để làm gì á, kêu làm cho đẹp. Này có làm review rồi, review đợt hồi mới về pin. Nhưng mà đẹp. Solingen. Solingen là thứ gì? Bên đây. Mũi khoan. Ấy, cái này cũng chưa làm bao giờ. Băng tu hả? À, đục song song. Song song giang hồ nhiều nơi đục chốt. Ủa? Gì? Đây là cái này. Vậy thôi hả? Này, gỡ này cái bánh ra nhé. À. Hiểu không? Ồ, để chrome vanadium luôn. Tô vít, thì không cần. Này là cái gì? Cà lê này. Cà lê này gọi là cà lê tí hon này. Bữa mới phun cho nó một dòng chữ, một đống chữ ấy. Mình mở các cái bộ đấy rồi đó cho cà lê nó có một cái hình hồi đẹp, đẹp lắm này. Này kiểu mình mua ra SDC gì ấy, hoặc là bằng bạc làm một cái dây ấy, đeo treo cổ này. À, phú nhuận này, phú vận, phú nhuận silver này. À, mình sẽ làm review xong. Này chắc còn đạt quá. Cảo hai chấu và lê tự động đi kè dây đai phục giác chìm rồi bỏ hết ra bên đây. Kìm phe này hay dao độc cáp này và mũi tàn. Gỡ ra đi, siro mới tả lại, nhìn lại này. Chưa bóc không? Cái thì mình sẽ bày ra mình này. Còn mình bày ra mình làm thôi. Búa này làm rồi. Búa thử điện. Còn cái này là bộ xúc kết xong nhiều thế của ai ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, uống vào cái này nhỏ hơn 15, cái này chắc là của dự án nào đây. Nhìn nhìn chạch quá. Và lấy như thế nào? Đây. Mở không? 3 cái hả? Tiền của nó chắc đấy, đấy cũng nghe rồi kìa. Đẹp chứ. Sao mình cũng làm cái này để đi quật ấy. Hả? Chứ mua cái của Ý nhìn to quá. Qua ly á. Nhớ. Cái của Vy á. Vẫn còn ở trong này. Đúng rồi. Nhưng nó sản xuất tại Ý, nhưng này sản xuất tại Đức này.
này đi, đi rồi đi bỏ flycam đây này. Ừ, ngon. Bỏ tiếp đi. Đẹp nha. Đẹp nha, đẹp nha. Đi ba cái luôn. Đấy, tiền không. Đơn hàng hay stock vậy? Dám không? Dám không? Rồi. Cái gì trên đây này cơ? Đây. Búa này của thằng Aerofox cũng đẹp. Một lát nữa mình sẽ review chi tiết cái này. Rồi gì đây? Cối. Cán búa. Rồi lê tự động. Một lát chìm. Một lát có cái rời này. Rồi lấy móc tôi với cách điện. Ô hồ, với cái đầu vít này này, như đầu tiên về sao này. Ở đây cái này cho tôi có mấy cái, mấy xa như 2, 3, 3 đây. Tôi vít đầu tiếp. Nó là bọc cách điện tới đây luôn, ủa đẹp quá. Em vào làm này thì đẹp quá. Nhìn giống người kia ha. Sai như là sai mấy? 10 7 đẹp quá. Ủa, chụp hình lên hình đẹp. Làm nhám nhám chứ không làm bóng á. Cái gì đó đẹp. 5 mấy? 8 7, 8, 10. Đẹp lắm. Rồi. Ba cái của nó đây nha. Gì nữa? Xà beng kìa. Đâu xà beng này này, hàng độc luôn. Mù đây có lên được này. Của Aerofox này. Xà beng này hiệu ăn thịt gà đậu cũng dính răng á. Mấy này là cậy. Sửa đồng hồ này. Size 65. Thổi kép. Quen. Rồi. Mình sẽ review chi tiết cái nào nó mới sau trong cái clip khác đi. Vào gì đã quá.